Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Susu Rose. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc móc khóa bé bơ dễ thương như thế này nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len miêu cotton gồm các màu như hình, kim móc 2.5mm, 2 chiếc mắt size 5mm, 1 ít bông gòn và keo nến. Đầu tiên mình sử dụng len màu vàng nhạt, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Móc lên một dây xích gồm 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau khi móc xong 7 mũi bính, các bạn sẽ để ý nha, chúng ta sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Dùng kim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi đơn vào chân mũi này nữa là thành hai mũi đơn trung chân nha, hay còn gọi là mũi tăng. Đó. Chân mũi tiếp theo móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi nửa kép. Hai chân mũi tiếp theo mỗi chân mũi móc một mũi kép đơn. Một, hai, và đến chân mũi cuối cùng này, các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi kép đơn trung chân nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Và đến đây chúng ta sẽ móc đối xứng lại nha. Cái sợi len này các bạn cứ để nguyên như thế này, để lát nữa chúng ta sẽ khâu. Bây giờ chúng ta sẽ móc xong vậy bên đây, chân mũi kế tiếp này sẽ móc một mũi kép đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi kép đơn. Chân mũi tiếp móc một mũi nửa kép. Chân mũi kế tiếp móc một mũi đơn. Và chân mũi cuối cùng sẽ móc hai mũi đơn trung chân, hay còn gọi là mũi tăng nha. Vậy là chúng ta vừa móc xong hàng thứ nhất. Tháo ghim ra để móc lên hàng thứ hai nha. Tại cái chân mũi đầu tiên này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một bính để bắt đầu móc hàng thứ hai. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi tăng. Móc thêm một mũi đơn vào chân mũi đấy nữa là thành một mũi tăng. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi tăng. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Chân mũi thứ tư móc một mũi nửa kép. Hai chân mũi tiếp theo mỗi chân mũi móc một mũi kép đơn. Một, hai, bảy chân mũi tiếp theo mỗi chân mũi móc hai mũi kép đơn trung chân, hay còn gọi là mũi kép đơn tăng.
một cụm. Hai cụm. Ba cụm. Bốn cụm. Năm cụm. Sáu cụm. Bảy cụm. Hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi kép đơn. Một. Hai. Chân mũi kế tiếp, móc một mũi nửa kép. Chân mũi kế bên, móc một mũi đơn. Hai chân mũi cuối cùng, mỗi chân mũi móc hai mũi đơn chung chân. Một cụm. Hai cụm. Vậy là kết thúc hàng thứ hai, bắt đầu móc lên hàng thứ ba. Chúng ta sẽ tiến hành đổi qua len màu xanh đậm nha. Các bạn sẽ kéo len lên, đưa kim vào vị trí chân mũi cuối cùng này. Đó. Và chúng ta sẽ lấy sợi len màu xanh qua. Tháo ghim ra và vẫn móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt kết hàng như bình thường. Sau đó lên một bính. Và các bạn sẽ kéo sợi len vàng xuống. Ở đây chúng ta sẽ buộc cái sợi len xanh và vàng này vào nhau để chúng ta chốt len đấy, cho nó chắc chắn. Và sau đó cắt len thừa đi. Vậy là chúng ta đã đổi len xong nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc tiếp lên hàng thứ 3. Tại chân mũi vừa lên bính, sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân mũi thứ hai sẽ móc hai mũi đơn chung chân. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Chân mũi thứ tư móc hai mũi đơn chung chân. Bốn chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4 Bây giờ chúng ta sẽ móc theo cụm nha. Chân mũi kế tiếp này sẽ móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc hai mũi đơn chung chân. Hai chân mũi vừa rồi chúng ta vừa móc theo cụm một đơn một tăng. Các bạn sẽ lặp lại cụm này 6 lần nữa, tổng sẽ là 7 cụm nha. Một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo sẽ là một mũi tăng. Hai cụm. Một đơn. Một tăng, xong 3 cụm. Một đơn. Một tăng, xong 4 cụm. Một đơn. Một tăng, xong 5 cụm. Một đơn. Một tăng, xong 6 cụm. Một đơn. Một tăng, xong 7 cụm. Vậy là chúng ta đã móc xong 7 cụm nha.
4 chân mũi kế tiếp này, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4 Chân mũi kế tiếp này móc 2 mũi đơn trung chân. 1 mũi tiếp theo móc 1 mũi đơn. 1 mũi tiếp móc 2 mũi đơn trung chân. 1 mũi cuối cùng móc 1 mũi đơn. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 3 nha. Là chúng ta đã xong mặt trên của quả bơ. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành cắt len, để lại một đoạn len dài nha, để lát nữa chúng ta sẽ khâu. Các bạn phải để dài kha khá ra, không mình sợ thiếu len đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kim khâu để kết hàng cho đẹp. Tháo chiếc kim này ra. Các bạn sẽ đưa kim vào cái chân mũi đầu tiên này. Kéo len qua. Và đưa kim vào giữa cái chân mũi cuối cùng này nha, như thế này. Đó, các bạn sẽ đưa vào đây và kéo sợi len qua. Là các bạn nhìn chưa, kết hàng giống như một mũi móc luôn. Đó. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu phần len vàng để làm khít cái phần lỗ hổng này nha. Các bạn sẽ đưa kim qua các chân mũi ở xung quanh cái lỗ này, để chúng ta sẽ kéo khít cái lỗ này vào nhé. Đó, các bạn nhìn chưa, chúng ta kéo khít vào là lại đẹp rồi. Và bây giờ các bạn sẽ tiến hành giấu len đi nha. Các bạn có thể khâu khít lại những cái chỗ nào mà các bạn cảm thấy các bạn khâu bị hở, thì các bạn sẽ khâu vào nha, để cho phần mặt của quả bơ được đẹp. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần mặt trước của quả bơ. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mặt toàn bộ là màu xanh, tương tự như mặt vừa rồi nha. Ba hàng chúng ta sẽ móc giống nhau như vậy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc lên hàng thứ tư. Vẫn móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một đơn. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ không tăng mũi. Từ hàng thứ tư đến hàng thứ năm, các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn. Tổng chúng ta sẽ móc 2 hàng không tăng mũi. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ năm nha. Sau khi móc xong hàng thứ năm, cũng là xong mặt sau của quả bơ, chúng ta sẽ tiến hành kết hàng nha. Các bạn sẽ tháo kim ra. Móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Sau đó cắt len, ở đây thì các bạn không phải để lại đoạn len dài đâu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ giấu đoạn len thừa này đi. Các bạn sẽ khâu vào cái chân mũi đầu tiên này và sau đó kéo ra đằng sau. Giấu đoạn len thừa này đi là xong. Móc xong 2 mặt của trái bơ, bây giờ chúng ta sẽ ghép vào nha. Các bạn sẽ úp 2 mặt trái vào nhau, như thế này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng kim khâu len để khâu nha. Ở đây chúng ta chỉ khâu vào cạnh trong thôi nha. Cạnh trong của 2 mặt, đó, khâu như thế. Lại đưa vào cạnh trong của mặt trước và cạnh trong của mặt sau. Chúng ta chỉ khâu ở 2 cạnh trong vào với nhau thôi nha. Các bạn cứ khâu giống mình. Và các bạn sẽ khâu xung quanh đến khi nào mà gần hết thì các bạn dừng lại nha.
Sau khi khâu đến đây, các bạn sẽ để lại một khoảng như thế này để chúng ta tiến hành nhồi bông gòn vào nha. Các bạn chỉ nhồi vừa vừa thôi, để phần mặt của quả bơ sẽ không bị lồi lên quá nha. Sau khi nhồi bông gòn xong là chúng ta đã xong phần quả bơ như thế này. Bây giờ các bạn sẽ khâu nốt phần còn lại nha. Vẫn khâu tương tự như vừa rồi mình hướng dẫn. Sau khi khâu xong, các bạn sẽ giấu đoạn len thừa này đi nha. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần hạt bơ như thế này nha. Mình sử dụng len màu nâu, các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một bính. Móc vào trong vòng tròn 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi đơn, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Chúng ta bắt đầu móc lên hàng thứ 2. Móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc 2 mũi đơn chung chân. Chân mũi thứ 2 cũng móc 2 mũi đơn chung chân. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi là 2 mũi đơn chung chân. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng nha. Kết thúc hàng thứ 2 là cũng xong phần hạt. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó cắt len. Các bạn sẽ giấu đoạn len thừa này đi như vừa rồi mình hướng dẫn nhé. Các bạn sẽ gắn hai chiếc mắt vào vị trí như trong hình. Và bây giờ mình sẽ gắn phần hạt này vào trái bơ nha. Mình sẽ dùng keo nến để gắn. Các bạn sẽ gắn ở vị trí này nha. Đó, phần hạt sẽ ở dưới như vậy. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu đỏ để khâu phần miệng nha. Tiếp theo mình dùng len màu nâu để làm phần tay. Các bạn để ý nha, phần tay mình sẽ làm ở giữa mắt và miệng. Gióng sang thì nó sẽ ở chân mũi này. Các bạn có thể làm thấp hơn một chút cũng được nha. Đó, lấy len qua, móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ 2 một mũi đơn. Chân mũi thứ 3 này móc một mũi trượt. Là xong phần tay, tiến hành cắt len. Ở đây mình sẽ dùng kim khâu len để khâu nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu chiếc tay này. Các bạn sẽ khâu vào đúng cái chân mũi vừa mình lấy len qua, nhưng chúng ta sẽ khâu ở mặt đằng sau này nha. Đó, đưa kim vào cái vị trí đằng sau này thì cái tay của chúng ta nó sẽ không bị cong nha, mà nó sẽ thẳng. Sợi len còn lại chúng ta cũng dùng kim để khâu. Các bạn đưa đúng vào cái vị trí mình vừa lấy len đó. Chúng ta sẽ đưa ra đằng sau. Thắt nút hai sợi len này vào với nhau. Cắt và giấu sợi len vào bên trong. Vậy là chúng ta đã xong một chiếc tay. Chiếc tay còn lại các bạn cũng làm đối xứng tương tự nha.
Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần chân nha. Chân sẽ ở chéo và ở dưới vị trí này, đây. Các bạn cứ làm tương đối cũng được. Đưa kim vào và lấy sợi len qua. Móc lên cho mình 4 bính. 1, 2, 3, 4. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Chân mũi thứ ba móc một mũi trượt. Chân mũi thứ tư móc một mũi trượt. Là xong phần chân, sẽ tiến hành cắt len. Ở phần chân các bạn cũng khâu tương tự như phần tay vừa rồi nha. Chiếc chân còn lại các bạn cũng làm tương tự đối xứng lại nhé. Sau khi gắn thêm móc khóa lên phần đầu là chúng ta đã xong một chiếc móc khóa bé bơ rất là dễ thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.